Ok, nay đang bên Bình Thuận ha, gắn cho khách một con bơm của Subri. Bơm đang ăn Bến Tần ha. Con này là CA 600, là cái model của nó, còn cái màng của nó sẽ là công suất của nó sẽ là 700W. Subri. Cái lưu lượng của nó này 100 lít trên 1 phút là maximum. Một công suất là 700W. IP kháng nước là được 55. Nhiệt độ chịu tại tối đa là 90 độ C. Chạy điện 220 tới 240 volt. Ngoài cái bơm này ra là mình còn gắn thêm cột lọc của nó là thần này nữa. Đây. Xíu nữa gắn nó đầu nguồn nhé, lọc lọc đầu nguồn nhé. Giờ gắn bơm trước. Lọc xong. Đang khui cột lọc ha. Thế ra. Lọc. Sẽ mở ra được không? Đây đang tháo cột lọc ra đây, bỏ lọi vào vô. Đây cái loại của rồi vậy thôi, lấy cái nắp của nó là thần. Bắn vô, bắn vô, lấy hai chân đạp vô cái đó, đúng rồi, mạnh lên, mạnh hết sức có thể để cho cái rắn nó chạm vào được. Xong được. Mình thiếu nữa. Tí nữa. Mở lên. Ok. Quy bộ vật linh kiện ra. Đường này là đường ra này, út là đường ra này. In là vào này. Từ nào tới thành nha. Mở nước nè ha. Nước máy nó mạnh nên không cần phải mồi. Giờ mình sẽ cắm điện thử. Cắm thử nè. Khoảng 25 thôi, em đu nó ngắt. Sao đây là hết ngay rồi. Ok, trước mắt là như vậy.